Ngoài xin chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà được thiết kế và xây dựng độc lập duy nhất một căn với diện tích 45m² thiết kế và xây dựng là 3 tầng, giá bán hơn 2 tỷ. Theo đúng hiện trạng, căn nhà này có thể dọn đồ về ở ngay, nhà xây mới, vị trí của nó thuộc Đại Thành Quốc Oai, đường ngõ thực tế trước nhà, rộng khoảng tầm gần 2m, cách với lại đường ô tô đi lại khoảng tầm 70m, giao thông tiện ích xung quanh đầy đủ, gần khu đô thị Đô Nghĩa, gần đại học Phenica. Với cái vị trí Đại Thành Quốc Oai, nó giáp với địa phận Đông Lao, Hoài Đức và Yên Nghĩa. Căn nhà này thì nhà xây mới hoàn toàn, quý vị có thể dọn đồ về ở ngay. Thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp, bên ngoài cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm kính. Mời quý vị theo chân em vào tầng 1 của ngôi nhà. Với cái căn nhà này thì được cái phần mặt tiền rộng gần 6m, thiết kế rất chi là hợp lý, thoáng. Hiện tại em đang đứng ở dưới tầng 1 của ngôi nhà, là thiết kế công năng sử dụng cho quý vị phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, phần sơn, thiết bị. Nói chung là căn nhà này có một chút về cái vấn đề dọn dẹp vệ sinh nữa, là quý vị có thể dọn đồ về và ở được luôn, nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Từ vị trí ngôi nhà này, xung quanh đầy đủ tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, cấp 3, cao đẳng, đại học, đi lại đều rất là thuận tiện, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Hoài Đức, Quốc Oai, Chương Mỹ và đi làm theo cung đường Tố Hữu, Lê Văn Lương. Quan trọng là sổ sách pháp lý rõ ràng, quan trọng giá bán hợp lý, phù hợp với lại một hộ gia đình trẻ mà lại cần hỗ trợ vay vốn ngân hàng thì căn cái nhà này có đáp ứng được cho quý vị như vậy. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà. Với phần phòng bếp, thiết kế toàn bộ tủ bếp rồi là phụ kiện bếp lắp đặt xong hết. Mặt bếp thì ốp đá granite, điện, nước đầy đủ. Đấy. Còn đúng một cái phần dọn vệ sinh nữa là quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Một phòng vệ sinh, tầng 1 đáp ứng công năng sử dụng cho tầng 1, gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng cho quý vị, rồi là hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, lắp đặt xong hết. Nhà bán theo hiện trạng có như thế nào quý vị đến xem y như vậy. Toàn bộ hệ thống cột trụ tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Căn nhà này nằm ở trong khu dân cư đông đúc, nằm trên mặt ngõ nhà nước, tuy nhiên không phải là ngõ thông. Và mời quý vị theo em lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một hành lang đi vào rất là rộng, 2 phòng ngủ, một phòng vệ sinh đặt ở phía bên ngoài sử dụng cho tầng 2. Và phần tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị 2 phòng ngủ đều hướng ra phần mặt ngõ. Đây ạ. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên. Với cái căn nhà này thì nó được cái mặt tiền dài cho nên là chia phòng ngủ là toàn bộ là hướng ra phía bên ngoài mọi người ạ. Không như một số căn mà phòng ngủ trước và sau thì đây là 2 phòng ngủ cạnh nhau. Đó, còn đâu thì phòng vệ sinh và cầu thang thì đặt ở góc. Phòng ngủ vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất. Hệ thống trần thạch cao, cửa sổ, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa lắp đặt xong hết cho quý vị. Tất cả các cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Và đây, phòng ngủ tiếp theo. Một tầng chia 2 phòng, thoáng, rộng cho quý vị. Đấy. Phòng nào cũng lắp đầy đủ, hệ thống trần thạch cao, hệ thống điện chiếu sáng. Và đây là phần phòng vệ sinh. Phần phòng vệ sinh này sử dụng cho phòng ngủ, 2 phòng tầng 2. Đầy đủ công năng cho quý vị về bồn cầu, lavabo. Phòng vệ sinh thì được ốp gạch lên trên tới tận trần. Thiết bị vệ sinh thì đầy đủ hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, lavabo này, bồn cầu liền khối. Và cái màu sắc trong nhà vệ sinh thì rất là ok. Quạt hút mùi, bắt khăn dàn, nói chung là đáp ứng đầy đủ cái công năng sử dụng cho quý vị theo từng tầng. Cửa nhà vệ sinh thì chủ nhà cũng thiết kế là cửa gỗ nhé mọi người. Và đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 3 nhé. Và hiện tại Ngọc Ánh đang đứng ở tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì ở trên đây có một ô giếng trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 lên tầng 3 thiết kế cho quý vị là gỗ. Tầng 3 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như sau. Một phòng ngủ nữa. Đây ạ. Một phòng ngủ tầng 3 có phòng vệ sinh ở bên trong sử dụng riêng. Đây.
Nói chung là với cái căn nhà này thiết kế rất là hài hòa, hợp lý cho một hộ gia đình sử dụng. Và với cái căn nhà này quý vị có thể trả trước 8 đến 900 triệu tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong thời gian dài nhất là 20 năm và ngắn nhất là 3 năm, lãi suất ưu đãi nhất đến từ những ngân hàng uy tín nhất. Lên trên phía tầng 3 là có 3 phòng riêng. Phòng này thì chủ nhà thiết kế cho quý vị ở đây là phòng thờ. Đó, sau này quý vị về quý vị thích làm thêm cửa thì quý vị có thể làm thêm, cái này tùy. Còn đâu thì nhà bán là theo hiện trạng. Và đây là phần sân phơi. Với cái phần sân phơi này thì đây, mở hai cái cửa sổ này ra đầy đủ, ở đây là để máy giặt của mọi cái. Sân phơi, nói chung là với căn nhà này là đổ full 3 tầng mọi người nhá, cho nên là quý vị có thể cân đong đo đếm xem là cái căn nhà này thiết kế như thế nó có hợp lý hay không, giá bán nó có hợp lý hay không. Giá bán em sẽ để cụ thể ở dưới phần miêu tả. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế và chọn lựa cho gia đình mình một căn nhà đúng với tiêu chí, đúng với giá tiền và đúng với lại cái căn nhà mình mong muốn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.